bạch thế tôn pháp thế gian cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng pháp xuất thế gian cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng bạch thế tôn pháp hữu lậu cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng pháp vô lậu cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng bạch thế tôn pháp hữu vi cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng pháp vô vi cùng với pháp giới chân như thật tế có khác chăng phật dạy không thiện hiện, sắc chẳng khác pháp giới chân như thật tế, thọ tưởng hành thức cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế, này thiện hiện nhãn xứ chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế, này thiện hiện sắc xứ chẳng khác pháp giới chân như thật tế, thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế, này thiện hiện nhãn giới chẳng khác pháp giới chân như thật tế, nhĩ tĩ thiệt thân ý giới cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế này thiện hiện, sắc giới chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Thanh hương vị xúc pháp giới cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Này thiện hiện, nhãn thức giới chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Nhĩ tí thể thân ý thức giới cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế này thiện hiện nhãn xúc chẳng khác pháp giới chân như thật tế nhĩ tí thể thân ý xúc cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế này thiện hiện các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng khác pháp giới chân như thật tế các thọ do nhĩ tý thể thân ý xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế này thiện hiện địa giới chẳng khác pháp giới chân như thật tế thủy hỏa phong phong thức giới cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế này thiện hiện nhân duyên chẳng khác pháp giới chân như thật tế, đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Này thiện hiện pháp từ các duyên sanh ra chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Này thiện hiện vô minh chẳng khác pháp giới chân như thật tế. Hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não cũng chẳng khác pháp giới chân như thật tế.